Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Thân sẽ chia sẻ mình cái cách mà để mà tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương do Bộ Tài nguyên Môi trường Bình Dương cung cấp. Mình có thể xem trên điện thoại và máy tính thì cả nhà mình cùng theo dõi. Ở đây thì Thân có chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ ở Bình Dương có thông tin như sau. Thuộc cái thửa đất là 1668 tờ bản đồ số 70 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Diện tích là 143,2 m2, đất ở đô thị chiếm 121,1, đất trồng cây chiếm 22,1 m2, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng. Thì đây là cái cuốn sổ mình cần xem. Ở đây thì Thân có sử dụng hệ điều hành iOS nên Thân sẽ vào App Store để tải ứng dụng. Thân sẽ bấm vào tên là QH Bình Dương. Ứng dụng Thân đã tải rồi nên bây giờ Thân chỉ cần mở lên thôi ha. Thì khu vực màn hình đó thì sẽ bảo mình là chọn khu vực mà tra cứu này, mình chọn thành phố, thị xã, huyện gì đó, khu vực mà mình muốn tìm thì Thân sẽ tìm khu vực là Thuận An, thuộc phường Bình Hòa, nó giống như cuốn sổ lúc đầu Thân đưa ra. Thì trên màn hình nó chỉ thể hiện là cái khu vực địa chính của thuộc phường Bình Hòa thôi, nó không thể hiện các khu vực khác, nó chỉ là thể hiện các khu vực kế bên thôi. Đó. Rồi, cái mình muốn tìm số thửa nào thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng là tìm kiếm này. Thân sẽ bấm vào số tờ là 70, số thửa là 1668 như lúc đầu. Bấm vào tìm kiếm. Ở đây thì xuất hiện là thông tin của thửa đất của mình này, thì thể hiện là số tờ, số thửa, diện tích là 143 m2, thì nó hơi khác so với cuốn sổ là 143,2 m2. Ký hiệu mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị cộng cây lâu năm. Ở đây thì nó không thể hiện cho mình là bao nhiêu mét vuông đất thổ cư và bao nhiêu mét vuông là đất nông nghiệp, thì ở đây không có cung cấp. Tình trạng cấp giấy chứng nhận thì đã cấp giấy chứng nhận rồi. Quy hoạch thì đây có một mục quy hoạch là chức năng sử dụng đất là đất ở tại đô thị, diện tích là khoảng 142,878 mét vuông. Tên công trình là quy hoạch khu dân cư Đông Trung. Còn có một cái mục kế bên đó là mục cái mục kế hoạch thì mình bấm vào. Thì ở đây thì cái mục kế hoạch thì thể hiện cái chức năng sử dụng đất, đất ở tại đô thị, diện tích khoảng là 142,78 m2. Tên công trình thì ở đây cũng không có thể hiện. Đó. Thì đây là cái thửa đất mà mình muốn xem nè. Ngoài ra thì mình có thể mình xem các cái vị trí kế bên của mình nó là thửa bao nhiêu thì nó cũng thể hiện cho mình. Ví dụ như ở đây là có một cái thửa kế bên mình đó là 1667 này, thì Thân cũng bấm vào để mà mình xem thử ha. Thì ở đây thì nó thể hiện cho mình là diện tích 92,92 mét vuông. Đó thì mình có thể mình kiểm tra thêm các cái khu vực xung quanh. Đó thì mình có thể zoom ra hoặc là zoom vào để mình xem. Đó. Mình điều khiển như cảm ứng thôi. Đối với anh chị mà muốn xem về chế độ vệ tinh đó, thì mình bấm vào khu vực là ba chấm này. Ở đây thì nó cổng tra cứu thông tin quy hoạch thì bấm vào thiết lập bản đồ. Đối với ở đây thì nó sẽ mình nhấn vào bản đồ vệ tinh để mình xem chế độ vệ tinh. Khi người xem chế độ vệ tinh đó thì mình sẽ biết cái khu vực nào là có nhà rồi, đường xá ra sao, mình có thể biết mình tuy là mình chưa đến cái vị trí đất. Đó. Thì đây là cái thửa đất là lúc đầu của mình này. Đó thì ở đây là lô gốc hai mặt tiền rồi, đường. Đó thì trên cuốn sổ thì đúng luôn. Là chế độ vệ tinh thì mình có thể zoom ra zoom vào để mình xem. Nếu mà mình muốn khi người xem điện thoại á thì mình có thể định vị được cái vị trí, thì mình bấm vào cái biểu tượng là vị trí này. Thì ở đây thì Thân đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên Thân không có ở dưới Bình Dương nên không có xem được. Khi mà mình muốn sử dụng cái này thì mình xuống Bình Dương rồi mình bấm vào vị trí rồi mình muốn xem cái khu vực nào, cái thửa nào, thửa đất kế bên thì mình có thể xem được cái quy hoạch đó. À, còn đây là thửa đất nè. Rồi. Mà biểu tượng này, biểu tượng hai 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 gạch vuông xíu này á. Biểu tượng này thì là cái biểu tượng mình chọn lại các cái khu vực để mình tra cứu. Còn cái nhà này thì mình là thể hiện cái khu vực của tỉnh Bình Dương, khu quy. Đó. Thì vị trí này là vị trí mình Thân đang ở. Thì đây là chia ra các cái huyện thị xã của Bình Dương này. Đó. Thì sau đây thì Thân đã giới thiệu được cái cách mà để mà mình sử dụng tra cứu thông tin quy hoạch của tỉnh Bình Dương trên điện thoại rồi ha.